chào các bạn, mình là Myra, mình đến từ công ty du học Inspiral. Ngày hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn một số trở ngại mà sinh viên Việt Nam thường gặp phải khi du học Mỹ. Đầu tiên đó là trở ngại về tiếng Anh. Ngay từ nhỏ các bạn sinh viên thường được giáo viên tiếng Anh tập trung vào cấu trúc ngữ pháp, cho nên các bạn có kỹ năng nghe và nói rất kém, ngược lại kỹ năng viết và đọc thì rất khá. Đối với một số môi trường học tập làm việc hoàn toàn bằng tiếng Anh như Mỹ, các bạn không khỏi bỡ ngỡ. Bằng chứng là ngày đầu tiên đi học của các bạn tại các trường ở Mỹ, các bạn thường xuyên không thể theo kịp được tốc độ nói của giáo viên, cũng như không thể hiểu được giáo viên đang nói gì, bởi vì họ thường xuyên sử dụng những từ viết tắt và những thuật ngữ mà trước giờ bạn chưa từng tìm hiểu. Tiếp theo đó thì do cái trở ngại giao tiếp tiếng Anh cho nên bạn không thể nói chuyện được với bạn bè, dẫn đến tâm trạng buồn và có thể nghiêm trọng hơn là dẫn tới bệnh trầm cảm. Tiếp theo, trở ngại thứ hai đó là do các bạn không thích nghi được với thời tiết, khí hậu và múi giờ tại Mỹ. Khoảng cách địa lý giữa Mỹ và Việt Nam khá xa, cho nên đặc điểm khí hậu giữa hai nước này vô cùng khác biệt. Nếu nhiệt độ trung bình của Việt Nam từ 34 đến 35 độ C, thì nhiệt độ của Mỹ mùa đông và mùa hè lại chênh lệch rất lớn. Mùa hè ở Mỹ là khoảng 40 độ C, còn mùa đông thì khoảng từ âm 10 đến 15, 20 độ C và có thậm chí có nơi đến âm 40 độ C. Ngoài ra thì các bạn, nếu như các bạn không chuẩn bị được quần áo và tư trang phù hợp thì các bạn không thể tránh khỏi tình trạng bị sốc nhiệt. Trở ngại thứ ba đó là trở ngại do các bạn Việt Nam thường không có tính tự lập. Ngay từ nhỏ thì các bạn được phụ huynh chăm sóc và nâng niu, cho nên khi ở một môi trường xa lạ như Mỹ, các bạn phải tự giặt quần áo, tự tìm nhà ở, tự tìm công việc làm thêm. Do đó mà nhiều bạn cảm thấy bỡ ngỡ vì không có người thân bên cạnh. Tiếp theo đó là trở ngại thứ tư, các bạn Việt Nam thường xuyên bị động trong quá trình làm việc nhóm cũng như là quá trình tham gia các hoạt động ngoại khóa. Các bạn đã quen với lại phương pháp giảng dạy là thầy cô đọc, các bạn chép và các bạn chỉ học y chang như vậy mà không có dám đặt câu hỏi, từ đó các bạn thiếu cái khả năng tư duy cũng như là phương pháp biện luận. Mà tại Mỹ thì các thầy cô thường xuyên chia các bạn ra thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi bạn sẽ có một trách nhiệm riêng nhưng các bạn phải tương tác để hỗ trợ lẫn nhau thì dự án chung mới thành công được. Mà sinh viên Việt Nam thì hầu hết là thiếu những kỹ năng đó và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc sau này. Trở ngại cuối cùng mình muốn đề cập đến đó là các bạn thường chọn ngành sai khi du học tại Mỹ. Trước khi đi du học, các bạn thường xuyên sẽ tra cứu thông tin, ví dụ như ngành nghề nào được dễ định cư, ngành nghề nào có mức lương thu nhập khá và ngành nghề nào đang hot, mà các bạn quên đi tính cách và khả năng của mình có phù hợp với ngành nghề đó hay không. Ví dụ nếu như bạn là một người trầm tính, không có óc sáng tạo thì làm sao bạn có thể theo đuổi được ngành những khối ngành nghệ thuật hay marketing mặc dù những ngành nghề đó có mức lương cao. Ngoài ra thì khi mà bạn đã chọn ngành nghề sai thì bạn sẽ cảm thấy chán nản, thiếu mất cái động lực học và sẽ học hành sẽ sa sút, từ đó dẫn đến có thể các bạn sẽ bỏ học. Vậy lời khuyên của mình là trước khi đi du học thì các bạn nên xem xét cái khả năng cũng như là tính tình của mình hợp với những ngành nghề nào để có thể trang bị cho tương lai mình được tốt hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết về du học Mỹ và các nước, các bạn vui lòng liên hệ với công ty du học Inspiral Education tại tòa nhà Nam Việt số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1 hoặc thông qua email info@inspiraledu.com. Xin chào và hẹn gặp lại!